Chương một. Chu Trường Hằng Trượng phu kiếp trước của Cố Hoa Thanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sáng sớm, ánh nắng rạng rỡ xuyên qua bóng cây loan lỗ nhiều màu, men theo đó len vào trong cửa sổ chiếu lên kệ gỗ màu đỏ, liếc nhìn vào bên trong liền thấy một tiểu hài tử mặc đồ ngủ bằng gấm đang nằm trên chiếc giường màu xanh nhạt, văn ma ma vừa đi vào, nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia cuốn lại thành một cục liền sủng nịnh cười, nhị tiểu thư, nên rời giường rồi. Bà tiến lên đầu giường, bàn tay chạm vào áo ngủ thượng hạng bằng gấm, nhẹ nhàng nói, văn ma ma. Tiểu cô nương cuốn người trong chăn khẽ gọi, thanh âm mềm mại, ngọt ngào giống như có thể làm tan chảy trái tim người nghe. Bộ dạng của nàng ước chừng năm sáu tuổi, mái tóc được buộc sơ lại, lác đác nhiều sợi tóc rơi tán loạn trên giường, làn da nàng trắng như tuyết, ánh mắt xinh đẹp mộng nước, đôi môi khéo léo tinh xảo, nhị tiểu thư, thời gian đã không còn sớm nữa, nên rửa mặt chải đầu, thay y phục rồi đến chỗ phu nhân dùng điểm tâm thanh âm văn ma ma càng thêm ôn nhu bà một chút cũng không giống như đang đối đãi với một tiểu hài tử năm sáu tuổi mà đang đối đãi với nha đầu mới y y nha nha tập nói cái gì cũng không biết hảo tiểu cô nương lên tiếng kéo cái chăn ra chui ra ngoài hít thật mạnh một chút rồi mới chịu đứng lên văn ma ma buồn cười không thôi bà ông nàng ra khỏi chăn một mặt sai nha hoàng đem y phục được ủi nóng từ sớm lên hầu hạ nàng một mặt nói nhị tiểu thư, người mới có mấy tuổi đầu mà đã thở dài rồi, là có chuyện gì mất hứng sao? Tiểu cô nương này tên là Cố Hoa Thanh, năm nay 5 tuổi, nhưng thật ra đã sống 22 năm rồi, nàng thở dài là vì mất hứng, thân thể này tuổi còn quá nhỏ, muốn làm gì cũng đều bất lực. Cái cảm giác phải đối xử với mọi người trên cương vị là kẻ bề trên thật sự là không được tốt, nhưng mà nàng cũng thật may mắn, kiếp trước tuy nàng gả cho Lan Quân như ý, mẹ chồng đối xử với nàng giống như con gái ruột của bà, nhưng sức khỏe của nàng lại không tốt, kết hôn 7 năm mà mãi chưa có con nối giỏi. Sau đó vào mùa đông, nàng bất cẩn bị nhiễm phong hàn, lúc đầu vốn không để ý, ai ngờ càng ngày bệnh càng nghiêm trọng, nàng mới 22 tuổi liền mất, hiện tại nàng đã sống lại 3 ngày, trở thành một tiểu cô nương 5 tuổi. Thân thể không tốt nàng không sợ, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, có thể chậm rãi điều trị, rồi khi đến tuổi xuất giá, thân thể của nàng sẽ trở nên khỏe mạnh hơn nữa sống lại rất tốt nha phụ mẫu của nàng hiện tại rất khỏe mạnh, thời điểm trở lại, nàng cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ, dù sao kiếp trước nàng còn nhỏ, nhưng cũng nhớ rõ ngày dỗ của phụ mẫu đó một buổi sáng mùa đông, thời điểm ấy tuyết rơi nhiều, hôm đó là ngày dỗ của ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, nàng, phụ mẫu nàng đi ra ngoài để tế bái. Nhưng lại không lường trước được nguy hiểm, bỏ mạng vào hôm ấy, ngày hôm sau nàng mới đến đó, nàng còn nhớ rõ, nàng hỏi bà Vũ Văn Ma Ma chuyện gì xảy ra rồi lên khóc tức tưởi thật vất vả mới đi được đến đây, vì cái gì nàng lại đến vào ngày thứ hai sau khi phụ mẫn qua đời. Nàng nghĩ, nếu nàng đến sớm một ngày thì đã có cơ hội cứu họ rồi a à. nàng khóc tê tâm liệt phế, nàng nhớ ngày đó, nương khoác cái áo choàng gấm màu đỏ thẫm trong tay bưng cái chén đậu đỏ nóng hầm hập, nhưng lúc nàng đang thương tâm há miệng khóc liền kéo nàng qua, đút vào miệng nàng một khối đậu đỏ, nàng liền dương miệng cắn bánh đậu đỏ, sững sờ khi nhìn thấy nương, nàng ôm nương chơi đùa khiến nương cười ha ha. Ông nàng hôn một hồi lâu mới hỏi nàng vì cái gì lại khóc. Tuy chuyện lúc năm tuổi nàng. Nhớ không nhiều lắm, nhưng nàng nhớ rõ tình cảm phụ mẫu nàng rất tốt, bà nội cũng hết sức thương yêu nương, nên khi nương đã 20 tuổi rồi mà chẳng khác gì tiểu nữ nhi, thường xuyên cùng nàng chơi đùa, nghĩ đến ánh mắt trong suốt của nương, lúc nào cũng ôm nàng, cho dù có chút ngượng ngùng nhưng cố hoa thanh vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, kiếp trước mẹ chồng đối đãi với nàng rất tốt, mẹ chồng nàng cùng nương là bằng hữu, lại là tề vương phi cao cao thượng thượng, khi phụ mẫu qua đời, bà nội. Vì đau lòng đứa con trai duy nhất nên đến mùa xuân, bà cũng ra đi, bà nội trước lúc Lâm Chung liền đem nàng phó thác cho Tề vương phi, từ năm 6 tuổi đến năm 22 tuổi, từ một đứa trẻ trở thành một cô gái, từ cô gái đến phụ nữ, nàng không rời khỏi Tề vương phủ, nhưng cho dù mẹ chồng có tốt như thế nào đi nữa, nàng vẫn thường xuyên nhớ đến nương, hiện giờ qua một đời, nương còn sống giống như nàng tưởng tượng nương vô cùng yêu thương nàng nếu đây là mơ thì nàng cũng thật cao hứng cố hoa thanh đối với bà vú lắc đầu còn muốn biểu hiện giống như đại nhân thanh âm tức giận không phải ta không muốn rời giường rất lạnh văn mà mà yêu thương vuốt ve mái tóc thưa thớt của nàng cười nói nhị tiểu thư không cần sợ lát nữa nô tỳ sẽ mặc cho tiểu thư y phục ấm áp một đường ông nhị tiểu thư đến phòng phu nhân phu nhân trong phòng đốt địa lông một chút cũng sẽ không lạnh. Cảm ơn văn ma ma. Cố hoa thanh ngọc ngào cười nói tạ ơn khi xem xét hình dáng của mình trong gương đồng, cố hoa thanh liền cười không nổi. Lúc này nàng thật sự không hề xinh đẹp, đã vậy còn có chút béo, cứ coi như không béo đi, vì cái gì kiếp trước nàng có một đầu tóc dài, bây giờ cư nhiên chỉ còn mấy cọng tóc, thật sự là gọi người thương tâm mà hình dạng này, nhìn một lúc sẽ không ghét bỏ đi. Chu Trường Hằng là con trai độc nhất của Tề Vương Phi, tiểu thế tử trong tề vương phủ, tương lai sẽ được phong thành tề vương điện hạ. Đương nhiên, cũng là phu quân của cố hoa thanh nàng kiếp trước, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, thập phần yêu thương nhau, nhưng mà, kiếp trước nàng đã sớm đi như vậy, chu trường hằng nhất định sẽ rất thương tâm đi, nghĩ đến kiếp trước, cố hoa thanh nhịn không được lại thở dài. Vào thời điểm nàng vừa trở lại đã vì nghĩ như vậy mà hung hăng khóc, nương thấy nàng khóc đến đỏ bừng mắt, hỏi hạ nhân nhưng lại không biết nguyên do, liền đem tất cả hạ nhân hầu hạ nàng trong trúc cẩm viện. Trừng phạt vì thế hiện tại, nàng khó chịu cũng phải nhìn lại, không dám tùy ý khóc, bất quá cũng không có gì, nàng đã trở lại, nàng có thể đi tìm trường hằng. Đời này nàng phải sớm bảo dưỡng thân thể, để khi gả cho trường hằng, một hơi sinh cho hắn ba đứa nhỏ, không bao giờ. Để mọi người chê cười hắn không có đứa nhỏ bởi vì phương diện kia không thể nữa, kỳ thật không phải phương diện kia trường hằng không thể đâu, hắn khá lợi hại là nàng, là thân thể nàng không tốt, một lần ngoài ý muốn sinh non, từ đó không hoài thai được nữa, Cố Hoa Thanh nghĩ vậy liền có chút thương tâm, nhưng cũng đỏ mặt, nàng bây giờ chỉ là một tiểu cô nương, nghĩ muốn chuyện này quá thật quá sớm, tuy rằng tóc Cố Hoa Thanh tương đối thưa thớt, nhưng văn ma ma quả thật rất lợi hại, rất nhanh liền chải thắt tóc cho nàng, trên đỉnh đầu cuốn tóc thành hai cánh hoa nho nhỏ, còn lại thì để xõa, lộ ra cái trán đầy đặn, trên cổ đeo chuỗi ngọc trân châu bảo. Thạch Thượng Hạng làn da cố hoa thanh trắng ánh mắt mộng nước xinh đẹp miệng hồng nhuận khéo léo hơn nửa ngày thường lại mập mạp thoạt nhìn thì khỏi phải nói vô cùng đáng yêu văn ma ma chuẩn bị cho nàng xong xuôi liền nhị không được mà kêu ngạo nói nhị tiểu thư thật xinh đẹp cố hoa thanh nhìn vào gương đồng rất nhanh liền chuyển tầm mắt ra chỗ khác nàng một chút cũng không biết rằng bây giờ mình rất xinh đẹp đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến hai tiếng thỉnh an của nha hoàng nào đó rất nhanh tiến bước chân gần hơn rèm cửa phòng cố hoa thanh bị nha hoàng đẩy ra nhường đường cho cô gái nho nhỏ khác đi vào hoa thanh muội nhanh lên nha ta cùng cô cô đến gọi ngươi rời giường tiểu cô nương này tuy rằng chỉ lớn hơn cố hoa thanh 2 tuổi nhưng tóc nhiều hơn nàng một đầu tóc đen dày đặc tuổi còn nhỏ nhưng thập phần thông minh xinh đẹp mặt mày có mấy phần giống mẫu thân cố hoa thanh ôi bóng dáng đây mới là xinh đẹp đây là biểu tỷ của cố hoa thanh nàng tên là hạ tân nhu có đệ dệ là ha tân an trước mắt hai người họ ở nhờ nhà nàng cổ hoa thanh cảm thấy từ khi sống lại có chút kỳ quái kiếp trước nàng gả cho chu trường hằng ngày đại hôn được hạ gia tặng lễ vật mới biết đến sự tồn tại của hai người họ phụ thân hạ tân nhu là đệ đệ của nương nàng thời điểm hạ tân nhu được sinh ra thì nương nàng xuất giá ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cũng mất nên hai nhà không còn liên lạc nữa nhưng nàng không hề nghĩ rằng khi sống lại ngoại tổ phụ không hề mất mà nương nàng còn đem tỷ đệ hạ tân nhu thu nạp cố hoa thanh không biết vị biểu tỷ này như thế nào nhưng đã nhiều ngày sống chung nàng thấy vị biểu tỷ này từ nhỏ đã thông minh có lẽ vì nàng ta biết nàng ta đang ăn nhờ ở đậu tuy rằng kiếp trước ở tề vương phủ nàng được tề vương phi yêu thương nhưng dù sau đó không phải là nhà nàng nên trong lòng ít nhiều cũng gió có chút bất an đối với hạ tân nhu nàng cũng sinh ra vài phần thương tiếc hạ tân nhu đi tới nhét lò sưởi vào trong tay cố hoa thanh muốn nàng ông nó cho đỡ lạnh sau đó đánh giá cao thấp nàng một phen vén tóc mai của nàng ra đằng sau rồi liền cười vui vẻ cầm tay trái nàng kéo đi ra ngoài tốt lắm hoa thanh hôm nay rất được đi thôi chúng ta đi ngọc đường viện ngọc đường viện là nơi mà nương nàng ở cố hoa thanh thuận theo hạ tân nhu đi ra ngoài văn ma ma gọi các nàng lại biểu tiểu thư nhị tiểu thư bên ngoài rất lạnh tuyết đã rơi hai ngày rồi phía trước đường rất trơn Đề nô tỳ kêu người ông tiểu thư đi. Hạ Tân Nhu nói. Văn ma ma không cần lo lắng, vừa nãy ta đi tới, bọn hạ nhân đã chịu khó gầm quét sạch sẽ tuyết trên mặt đất rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ mùi mùi, không để nàng té. Trên mặt văn ma ma liền lộ ra vẻ khó xử, cố hoa thanh hiện tại chỉ là đứa nhỏ, thời tiết như vậy mà đi xa phải cố hết sức nàng tuy là chủ nhân nhưng cũng không muốn phải gọi người này người kia tới ông nàng vội vàng hướng về phía văn ma ma cười nói văn ma ma ta cùng biểu tỷ đi một chút nhưng ta lo lắng đi trên đường sẽ mệt bà đi theo ta nếu ta mệt thì bế ta đi sắc mặt văn ma ma lúc này mới đẹp hơn một ít hảo nô tỳ nhất định sẽ theo sát nhị tiểu thư nhị tiểu thư là theo thứ tự sắp xếp trong hầu phủ trên thực tế hầu gia cùng phu nhân chỉ có một đứa nhỏ là nhị tiểu thư, phu nhân cùng hầu gia xem nàng như hòn ngọc quý, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu nhị tiểu thư mà có chuyện gì xảy ra thì cho dù tất cả hạ nhân trong phủ có chết cũng không đủ để bồi thường, văn ma ma không giấu vết liếc nhìn hạ tân nhu một cái rồi đem cái áo choàng nhỏ phủ thêm cho cố hoa thanh, sau đó dẫn theo hai nha hoàng. Ba người vây quay hai tiểu cô nương thật cẩn thận mới mở cửa bước ra, ngoài tổ phụ. Ngoài tổ mẫu ông ngoại, bà ngoại. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.